Hello, xin chào các bạn. Hello. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Kênh chuyên giới thiệu về súng nớt. Rồi, trong video lần này chúng ta sẽ giới thiệu với các bạn một cây súng cũng thuộc dạng huyền thoại. Một cây súng nhắm, tên đó là Longshot CS6, thuộc dòng Einstein. Một khẩu súng nhắm màu vàng. Ủa, cự ly bắn có 10 mét hả ta? Nhưng mà gần xịt vậy. Đây là hàng trong hộp luôn nha các bạn. Đây là chút bắn thử coi. Không để cái súng bự cỡ này bắn có 10 mét vậy. Mới thấy cái hộp thôi mà nó bắn rồi. Ok, bây giờ bạn Sơn với bạn Bảo sẽ khui cái hộp này ra giới thiệu cho các bạn ha. Ok, Sơn, Bảo. Rồi. Cắt dây đi, còn ngại ngùng gì nữa. Phan để ở chính giữa này thôi. Đây, đây là toàn bộ trong hộp của nó nè. Chỉ có một cái dây thôi hả? Nào. Ủa, có cắt gì đâu, cắt một con dây không hả? Rồi, vậy lấy ra hết đi. Còn nào nữa không? Đây là gì? Ống nhắm. Rồi tháo cái hết để trên bàn đi, xong rồi mình sẽ giới thiệu từng cái từng cái. Cái này là cái gì đây à? Xong chưa? Rồi. Cú quăng rất đẹp của Sơn Thể Thao. Ngay đầu cameraman luôn các bạn. Ok, đây là mấy cái thành phần từng món trong cái hộp vừa rồi. À, Sơn Thể Thao nãy quăng cái hộp, cái quăng luôn cái bản hướng dẫn luôn các bạn. Đây mà để mình coi, trước hết là coi cái này nó có cái gì. Hay quá. Rồi. Cũng không hiểu gì hết. Quăng quăng bên luôn. Rồi, trong hộp chúng ta sẽ có một cái này giống cái nòng súng trước quá không? Chắc là bại. Một cái thân súng. Đạn. Băng đạn. Còn cái này là cái gì? Cái đồ bắn. Ủa cái cò ở đâu nữa vậy? Mình chắc là cái tay cầm ở phía trước. Một cái ống nhắm. Ống nhắm siêu bự. Wow, ống nhắm đẹp quá. Rồi cái này là cái này cái giống gì vậy? À cái đồ để lên đạn. Rồi bây giờ Bảo với Sơn. Cái này có quan trọng. Cái này là gì? Cái này phải không? Đúng rồi. Cái này như là cái đồ để giữ cái súng mà nó nằm ở phía sau cái hộp thì không có gì hết. Rồi ráp súng đi. Ngáo ngáo, hai ông ngáo ngáo mà. Rồi ráp tiếp đi, ráp cho đầy đủ đi Bảo. Ráp mấy cái này trước nè, cái đồ lên đạn nè, không chịu ráp trước, ráp cái gì, cái nòng nhắm đó, quan trọng gì. Gì vậy ông? Nè, coi hướng dẫn nè. Sao có hiểu gì không đó? Hiểu, mới sợ.
Xong chưa? Chưa. Ui dạ. Wow, bảo thông minh quá. Rồi tiếp theo làm theo trong này hướng dẫn này hết rồi. Nè, cái bán súng sao nè, kéo ra kéo vô vậy nè, làm y như trong này coi. Ừ, cái bán súng đó là sao? Nó vậy đó. Rồi kéo ra. Sao bán súng kéo dài được phải không? Được. Trong hình nó có ghi nè. Quải trời đậu. Rồi tiếp tục. Nè, lắp cái này vô nè. Trời ơi, cái nòng nhắm nó không có quan trọng, mình cứ đè gáp cái nòng nhắm hoài. Cái ban đậm. Cái này nè. Cái này gắn ở đâu nè? Ở đó. Toàn là hai nhân vật IQ vô cực không à. Dễ vậy hả? Chưa được. Nghe chưa nghe một, nghe chưa nghe cái cạch. Rồi bắn thử cái bảo. Ấy gì vậy? Cái đó cũng là súng nữa hả? Không phải. Phải không đó? Tao bắn lại coi. Ua. Mạnh không Bảo? Cây à? Tao mượn cây của Sơn ngay. Cái này cũng là khẩu súng lục luôn nha các bạn. Đây là cái phần đầu của cây súng ngắm. Mình đã bắn nhẹ quá. Nói chung mà chỉ là phần kết hợp của cây súng ngắm thôi. Nè. Ồ, cái súng này dài, cực kỳ dài luôn. Bằng cây súng gì không? Cái súng gì lần trước mình review? Centurion. Đo thử coi. Bằng. Chắc chắn là bằng. Bật cái chắc chân. Chắc chắn là chưa bằng. Bật cái chân của nó ra. Chắc chắn là không bằng. Không bằng. Ồ, ngang nhau à. Đúng hơn, không? Hơn nhau cái nào? Không, cái Centurion nó dài hơn chút xíu. Chắc dài hơn khoảng 2cm, 3cm gì đó. Hợp lý. Rồi bắn thử cái này coi. Ok, để bắn thử cái này. Chúc mình mang hai cái này ra bắn, cây nào bắn xa hơn ha. Ok. Hết đạn luôn. Cao không? Như vậy là phần thiệu cái súng ngắm của chúng ta đây là hết rồi. Chỉ có vậy thôi. Hàng khui hộp. Đây súng ngắm khá đẹp. Cái màu vàng khá là bắt mắt. Tên nó là Long Shot CS6. Xịn sò. Xịn sò không? Không. Rồi bây giờ mình mà hai cái súng này ra bắn thử coi. Cây này với cây Centurion. Coi cây nào bắn xa hơn ha. Ok không? Hỏi Centurion. Ok không? Cái này là Centurion hả? Ừ. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ cùng với bạn Sơn với ông Bảo thử bắn cây Long Shot CS6. Cây này so sánh với cây Centurion này coi hai cây nào bắn mạnh hơn ha. Thôi khỏi nói cái này biết rồi. Rồi đi thôi. Rồi ngưng lại. Bây giờ là chúng ta sẽ bắn lên trên đó nha. Đứng bằng nhau ha. Dạ anh ngồi xuống bắn luôn hả? Nào. Bớt thể hiện đi. Ngồi xuống bắn là được rồi.
một cái nè. Chọn cameraman nè. Ok, bây giờ là màn bắn thử của hai cây súng ngắm. Bắt đầu, 1, 2, 3. Ok, sau 2 pha bắn mấy viên ta? 6 viên phải không? À, đúng rồi. 6 viên, bây giờ chúng ta sẽ lên để kiểm tra coi cây súng nào bắn xa hơn ha. Ok, dạ. Đi. Rồi coi cái nào xa hơn. Nhìn đạn nha. Xịn sao. Không, cái nào xa nhất không? Trời ơi, xa dữ vậy, bắn dữ hả? Cái súng này Mega này bắn siêu xa, còn cái này bắn tới đâu? Nó hết ra rồi hả? Nó bán chắc khoảng cái cây Mega này bán gấp đôi với cây này. Rồi như vậy là sau pha test hai cây súng này vừa rồi thì chúng ta sẽ đã xác định được cây súng mạnh hơn. Cây này nó bắn xa gấp đôi cây CS6 luôn. Ok, clip thử súng tao đây là hết nha. Bye bye các bạn đi. Bye bye.